Ông chủ đã nói hôm nay tiệm bánh chuyển bán mà. Cần cách bánh này nè, có ai muốn ăn không? Bonjour chicken. Tụi cô ấy nói gì vậy? Không biết bạn ấy nói gì rồi. Bạn ấy nói chúng ta đến rồi thì cảm. Hả? À, cái gì? Rốt cuộc cô lại, cô nói gì? Bán bán, cô là bán bán sao? Con chào chú là bán bán, tụi con được phát trở về. Cái gì? Cậu ấy là bán bán. Là bán bán nhất ngọt phải không? Cậu ấy, chính là cậu ấy. Là em của Bim Bim. Còn có quà cho mọi người đây. Quà sao? Đầu tiên là quà của chú lạc sử. Đây là... Gái bằng siêu biến hình. Có thể biến đủ mọi hình dạng. Độ đàn hồi rất cao. Hơn nữa, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng mạnh. Mạnh. Chờ tới khi bỏ vô cái này. Bà ba, chú rất thích món quà này. Chú đang nghiên cứu một nguồn năng lượng mới không gây ô nhiễm. Chú đừng khách sáo. Còn cái này tặng cho chú ạ. Tặng chú xong. Đây không phải là găng tay bình thường đâu. Nó có thể tự điều chỉnh lớn nhỏ, luôn bó sát bàn tay của chú. Trên găng tay còn có gắn linh kiện điện tử nữa. Có thể cài đặt được chỉ số sức mạnh của các võ sĩ quyền ăn khác để tự động điều chỉnh động tác và sức đấm. Đây là của võ sĩ Tyson. Đây là của võ sĩ Ali. Còn nhiều chức năng lắm, chú cứ từ từ hưởng nha. Cảm ơn con. Có cái này chú giúp được sẽ vô địch. Đây là tập tranh nổi tiếng thế giới. Còn đây là cây gậy của người giàu nhất thế giới. Đây là hộp tiền của thủ tướng Pháp. Wow. Sô-cô-la hạng nhất ở Pháp. Còn đây là... À, đẹp quá đi, bạn tặng cho mình hả? Phải, tặng cho bạn đó. Tặng cho bạn. Cảm ơn bạn Ben. Không có gì đâu, không có gì đâu.